Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Ngô Quang Duy, 31 tuổi, trú phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, và Nguyễn Thị Tuyết Loan, 51 tuổi, trú xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2018, Duy và Loan quen biết rồi về ở chung với nhau. Khoảng tháng 6 năm 2021, thông qua mạng xã hội, biết có người muốn chữa bệnh cho anh trai, nên Duy cùng Loan đã thiêu dịch, tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin, lấy tiền của bị hại. Hình thức là dùng các nghi thức cúng làm phép để lấy tiền. Trong thời gian từ ngày 27 tháng 6 năm 2021 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, các nạn nhân đã đưa cho Duy với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng.